đang thi đấu cho Viettel. Tại đây thì Romane cùng với Pedro Paulo trở thành một bộ đôi song sát, thể hiện một sức mạnh cực kỳ hủy diệt tại đấu trường của V-League. Trận này đi tài thì không bị động viên đó. Ok bạn ơi, trận này đi tài được nhá. Mình là sao mai nhớ mọi anh chỗ cũng làm trận đấu của AFC đâu. Những trận đấu của AFC này thì mình sẽ làm chủ yếu cùng với cả anh Kê. Qua toàn cả trận 2, men thì 1 luôn. Ngày hôm qua ông Hôm Đức chơi trận 18 trận thắng liên tiếp rồi. Pedro vẫn đang hòa thủ với Viettel, thủ không qua được của dân chung. Số áo vừa rồi là thủ nhâm mạnh dũng đi nhỉ. Siêu phẩm của Viettel, siêu phẩm của Viettel. Đội thủ ghi bàn dành cho Viettel nói vui duy thương. 1-0 dành cho đội chủ nhà. Những tưởng Hoàng Đức là người đã ra sân. Xin lỗi, những tưởng Hoàng Đức là người đã ra chân ở trong tình huống vừa rồi, nhưng không. Bùi Duy Thường vẫn là người tạo điểm nhấn dành cho Viettel trong một khoảng thời gian mà Viettel đang hơi khó khăn một chút trong một thời gian triển khai chấn thương, triển khai bóng. Nhưng Bùi Duy Thường đã biết lên tiếng đúng lúc đúng chỗ, khoảng cách là rất xa của thành. Chúng ta cùng xem lại. Duy Thường chỉ cần một nhịp đó và tung ra một số điểm bằng chân phải, đánh bại hoàn toàn thủ thành trong một thi công, mở điểm cho đội chủ nhà. Siêu phẩm của Viettel. Wow, chúng ta có thể thấy rằng Viettel họ không thiếu những chân sút có thể tung ra được cú đá đại bác như vậy. Người chuyền bóng không ai khác đó là Hoàng Đức, và chính Hoàng Đức cũng không ngờ rằng người đồng đội của mình có thể tung ra cú dứt điểm nó lại đẹp mắt như vậy. 1-0 dành cho đội chủ nhà, vẫn đang là Viettel. Khi mà đã mắt máy rồi thì bàn thắng sẽ son son mà tới rồi ở trong trận đấu trước.